Yo, what is good? Xin chào buổi sáng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với lại Wonderland. Thì đây là một cái theme của Lotte Hà Nội. Hôm nay là ngày chính thức mà họ sẽ reopening. Và các bạn có thể thấy xung quanh mình có rất là nhiều người đang xếp hàng để chuẩn bị đi vào trong cái phòng tương tác ảo. Trên tầng 3, họ sẽ có một cái event diễn ra được gọi là Spicy Step. Và mình là khách mời của cái event này. Shout out tới The Social Food, Lotte và Cat đã mời mình ra Hà Nội để tham dự cái event này. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ không nói nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào trong cùng với tất cả mọi người đi tham dự cái event Spicy Step và shopping ngày hôm nay nha. Let's go. Ok, và bây giờ chúng ta đang ở trên tầng 1 của Lotte thì chúng ta sẽ chuẩn bị đi lên lầu 3 để tham dự cái buổi event. Và đó sẽ là nơi được diễn ra. Giống như mọi cái vlog, mình mặc một cái outfit gì đó, mình sẽ break down ngay lúc đó. Bây giờ mình sẽ break down cái outfit của mình nha. Mình đang mặc bên trong một cái áo thun basic của Kirtland. Tiếp theo đó một cái jacket đến từ Lyos, đó chính là logo brand. Bây giờ mình sẽ pop cái trang Facebook của Lyos ở đây để các bạn có thể vào tham khảo. Nhưng mà cái áo này chưa được release đâu. Tiếp theo đó là một cái quần jeans đến từ AG. Cuối cùng đó chính là đôi Yeezy 350 V110. Ok, và đó chính là cái outfit của mình cho cái buổi event ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên, tại vì chúng ta cũng trễ rồi. Trễ rồi, mọi người, let's go. Ok, và bây giờ chúng ta đã lên tới tầng 3 của Lotte Hà Nội. Ở đây chính là nơi mà sẽ được diễn ra cái event Spicy Step. Và bây giờ mình sẽ dắt mọi người vào trong tham quan chi tiết hơn về cái booth ngày hôm nay nha. Ok, vậy chính là cái booth của chúng ta ngày hôm nay. Tại đây chúng ta có một cái booth của The Social Food nè. Tiếp theo đó thì lát hồi mình sẽ đi chi tiết hơn. Mình đã đi chi tiết hơn về cái món quà đặc biệt vào buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ quay raffle. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều vì hôm nay đã đến tham dự cái buổi event Spicy Step được kết hợp giữa The Social Food, Cat và Lotte Hà Nội. Thì Paul rất là may mắn vì đã được Lotte Hà Nội, Cat và The Social Food mời mình ra đây để làm cái khách mời đặc biệt. Cảm ơn mọi người đã hôm nay dành thời gian đến đây và tham dự cái buổi event này. Đối với lại 100 bạn đầu tiên xếp hàng đến cái buổi event á, mọi người sau khi giao lưu xong chúng ta sẽ nhận được một cái phiếu, sẽ rút thăm. Thì đó là 100 cái phần quà đầu tiên. Đó là phần quà gì, các bạn chỉ cần đưa cho một bạn nhân viên của The Social Food, sau đó bạn sẽ được nhận phần quà của mình. Tiếp theo đó là những cái tấm phiếu mà các bạn đang cầm trên tay. Sau khi chúng ta giao lưu xong, mọi người hãy bỏ cái phiếu đó vào trong cái thùng. Thì cái thùng đó tối nay 8 giờ mình sẽ quay raffle và chọn ra người thắng cuộc. Người thắng cuộc nó sẽ nhận được gì? Cái này gì đó chính là đôi Air Force One màu trắng này. Tất cả những gì mà trên đôi giày này đều là ý tưởng từ mình hết. Và đây là cái đôi giày size của mình. Khi mà bạn là người thắng cuộc thì bạn sẽ được custom riêng đúng size của mình. Thì ở đây chúng ta có da trăng nằm trên hai bên swoosh của đôi giày. Trên phần lace tip, lace lock với lại heel thì được sơn một màu silver. Và cuối cùng đó chính là một cái chữ ký bên đây. Chúc tất cả mọi người may mắn và cảm ơn mọi người một lần nữa rất là nhiều vì hôm nay đã đến tham dự cái buổi event này. Mọi người hãy đợi một chút xíu và chúng ta sẽ gặp gỡ và giao lưu nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Shopping cùng với lại Fabo Fam. Thì đây là các bạn đó. Cảm ơn bạn đã quay trở lại ngày hôm nay nha. Ok, và bây giờ chúng ta đang ở bạn số 52. Ví như nãy giờ mình nói là 100 bạn đầu tiên sẽ được những món phần quà đến từ cái buổi event. Nãy giờ có rất nhiều bạn trúng giày, giống như Reebok với lại Converse. Ở đây là idol của mình. Đây chính là anh trai nắng. Đây là em gái mưa của mình. Và thật sự là em gái nó không hiểu sao càng ngày nó càng to như thế này. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến với cả chúng em một cái fan meet and greet của Fable. Hy vọng rằng là trong tương lai các bạn sẽ tiếp tục của hai anh em chúng tôi. Mình sẽ để kênh YouTube của anh Kiên trên cam dưới đây luôn để các bạn có thể vào tham khảo nha. Mình cũng sẽ kênh YouTube của Fable dưới đây luôn để cho các bạn có thể xem được kênh của Fable nhá. Ok, ok, bye bye em. Giống như từ đầu mình nói ở video, hôm nay là ngày chính thức mà Lotte họ sẽ reopening lại. Bây giờ mình sẽ dắt các bạn đi tham quan một cái tour nho nhỏ ở trên tầng 3 của họ. Mình biết là trong cái vlog ngày hôm qua mình đã có dắt cho các bạn đi tham quan trên tầng 3, nhưng mà hôm nay mình đã có cameraman của mình đây là Quân Giấy. Thì Quân Giấy sẽ cùng mình và cùng tất cả mọi người sẽ đi tham quan lại tầng 3 nha. Khu vực Spicy Step, The Social Food nè, Cat với lại Toebox. Giống như là Lotte họ rất là quan trọng tới service, cái loại dịch vụ, cho nên mình sẽ cho các bạn coi cái dịch vụ mà A1 nhất của họ tại đây nha.
Ở đây là khu vực tất cả local brand họ sẽ tập trung và bán ở tại đây. Mình thấy đây là một cái rất là hay mà Lotte tạo cơ hội cho những local brand có thể vào trong Lotte và bán. Ở bên đây thì chúng ta có một cái nơi gọi là Smart Brochure. Các bạn thấy là mọi người đang chụp hình ở đằng sau background. Mọi người chụp hình để check in nè, để up lên những cái trang mạng xã hội nè. Mà ngoài ra sau khi mà chụp hình xong thì cái thiết bị này có thể đoán tuổi của bạn và có thể cho bạn biết là outfit nào bạn có thể mua ở trong Lotte mà hợp với lại bạn, và họ sẽ chỉ đường bạn đi tới đó và mua. Và đây chính là Lotte Station, là một cái gọi là online pick up với mọi người. Nếu mà chúng ta có Phương Nam Book, các bạn sẽ thấy trên cái bảng hiệu có X Lotte. Thì X Lotte có nghĩa là Lotte là người đã thiết kế tất cả những gì có bên trong đó, và họ có cả một cái khu vực giống như workshop vậy. Nên khi mà bạn ngồi ở giữa có thể đọc sách và uống trà, nhìn rất là hay luôn. Đấy là Phương Nam Book mà hồi nãy mình nói mọi người. Và chắc là bên này họ bán những cái phụ kiện giống như là loa với lại tai nghe. Và các bạn biết là đây là một cái nơi mà chắc chắn là mình thích lắm luôn. Tại vì các bạn biết là mình rất là hay mua đồ, giống như là đồ chơi, mô hình. Và ở đây, đây chính là Toy Sphere. Họ đã có những cửa hàng ở ngoài thành phố Hồ Chí Minh rồi, nhưng mà đây là cửa hàng đầu tiên của họ ở Hà Nội. Các bạn thấy ở đây chúng ta có một cái chú Hulk Gladiator trong cái bộ phim Ragnarok. Ở bên trong thì họ có bán những cái mô hình của Funko Pop nè. Cái này gọi là gì anh? Baby Cos hay là? Cuối cùng là họ có bán những cái mô hình của Hot Toys. Mình có một cái chú Hot Toys Iron Man Mark 42 á, 1/4. Và hôm qua các bạn chắc là xem cái vlog đó rồi, mình đã pick up cái Infinity Gauntlet ở đây. Thì thực sự là ở đây họ có rất là nhiều những cái mô hình, và từ mô hình bé cho đến lớn luôn. Một lần nữa sau ra tới Toy Sphere nha. Tiếp theo đó là ở bên đây thì các bạn có thể thấy ở đó có ba cái màn hình đúng không? Thì để mình dắt các bạn vào xem nha. Đây là cái mà mình muốn nói á, mà Lotte họ rất là chăm chú về cái dịch vụ của họ. Tại vì cái dịch vụ của họ giống như các bạn thấy ở đây có mấy cái móc, và trên những cái móc này có cái sensor. Khi mà mình đứng ở đây á, mình lấy cái móc lên thì cái màn hình này sẽ capture lại cái tấm hình của chúng ta và cho chúng ta thấy là cái bộ outfit này nó nhìn như thế nào, và mình có thể match với lại một cái túi hoặc đôi giày nào đó. Ok, tiếp theo ở bên đây chúng ta gần xong cái tour rồi, chúng ta được 1/2 tour rồi mọi người. Thì ở dưới đây các bạn thấy chúng ta có Palladium nè, Vans với lại Converse. Đối diện những cửa hàng đó thì chúng ta có Lee với lại Levi. Và cuối cùng ở trước mặt chúng ta thì các bạn sẽ thấy có một cửa hàng của New Era. Thì ở đó họ cho các bạn, nếu mà theo dõi video của mình thì mình rất là hay đội nón. Và ngoài New Era thì mình đội cả Premier với lại Grim DC. Nói chung là ủng hộ local brand mọi người. Nhưng mà New Era cũng là một trong những cái thương hiệu của nón mà mình đội rất là nhiều luôn. Và hôm qua mình cũng đã pick up được một cái nón collab với lại Bruce Lee ở tại đây. Và cuối cùng của tour thì chúng ta có một cái khu gọi là Downtown Food. Là giống như cái food court mà trong đó có rất là nhiều nhà hàng, từ My Hot Pot Story, xong rồi Thai Express, nói chung rất là nhiều luôn. Cái rất là hay đó chính là ở ngay giữa chúng ta có một cái quầy của Meat and Fresh. Ok, và chính là một cái tour nhỏ nhỏ mình dắt các bạn đi tham quan ở trên tầng 3 của Lotte Hà Nội. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại đó, gặp gỡ và giao lưu với lại mọi người tiếp tục. Và mình có thể trả lời những câu hỏi mọi người sẽ đặt ra cho mình. Và sau đó chắc là mình sẽ về khách sạn Fresh Up, và 8 giờ chúng ta sẽ check in ngược lại ở tại Lotte Hà Nội nha. Hey, xin chào các bạn, thì bây giờ đó là gần 8 giờ tối và lúc mà chúng ta sẽ quay raffle và chọn người thắng cuộc. Thì hồi nãy sau khi mà mình đã gặp gỡ và giao lưu với mọi người xong thì mình đã về khách sạn Fresh Up và sau đó quay trở lại đây để có thể quay raffle. Trước khi mà chúng ta bắt đầu quay raffle thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan cái quầy booth chính của The Social Food ở tại đây. Và trước tiên chúng ta sẽ breakdown fit của ngày hôm nay nha. Thì bây giờ mình đang mặc một cái tee của OG Original Gangster, mình sẽ post trên Facebook ở đây. Tiếp theo đó mình mặc một cái quần short của Off-White, và cuối cùng là cái đôi Yeezy V110 giống như là sáng nay thôi, với một đôi vớ Calabasas và một cái túi shoulder bag Supreme giống như mình nói trong mọi vlog trong những ngày mà mình đang ở Hà Nội. Bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan cái cửa hàng của The Social Food ở tại Lotte Hà Nội trên tầng 3 nha. Các bạn đã thấy là họ có trưng bày rất là nhiều giày ở đây, từ Adidas, Onitsuka Tiger, Nike. Và ngoài ra chúng ta có cả Asics Tiger nữa. Ở đây chúng ta có những cái dòng Air Max được trưng bày nè. Và chắc chắn là không thể nào thiếu được Adidas Original. Ở đây chính là nơi mà giống như một cái case mà họ sẽ trưng bày một cái sản phẩm mới hoặc cái gì đó. Và các bạn có thể thấy là họ có những đôi Air Force One, theo đó là những đôi Adidas. Và đây ở giữa là nơi mà đã display những đôi giày mà mình đem cùng với mình để có thể trưng bày cho cái buổi event. Và đặc biệt là cái đôi giày mà lát hồi chúng ta sẽ quay raffle và chọn người thắng cuộc. Ngoài ra bên này chúng ta còn một cái trưng bày khác nữa, có những đôi giống như là Onitsuka Tiger, và chắc bạn không xa lại cái đôi này nữa rồi, giống như là phiên bản Bruce Lee Asics Gel Light 3.
The Social Food bây giờ đã là distributor chính của Spayground ở tại Việt Nam. Bây giờ mình sẽ dắt cho các bạn đi xem thử những cái ba lô Spayground mà họ có tại đây nha. Ok, thì đây chính là những cái ba lô mà họ có ở tại đây, và mình biết là họ có nhiều hơn như vậy nữa ở tại cửa hàng thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà bạn chỉ cần inbox trang của The Social Food thì họ sẽ có thể cho các bạn xem những gì mà họ có ở tại Việt Nam. Đây là một trong những cái backpack của Spayground, và có cả những cái shoulder bag nữa. Kế bên cửa hàng của The Social Food thì Cats là một thương hiệu bán giày thời trang của nữ. Đây không phải là một cái điểm mạnh của mình, cho nên mình sẽ review cho các bạn một chút xíu ở đây thôi. Kế bên Cats thì chúng ta có Toebox. Các bạn thấy ở đây chúng ta có rất là nhiều những đôi giày em bé, và sau đó là có những nhãn hiệu như Melissa và Birkenstock. Okay, và đó chính là một cái dãy boot chung của The Social Food, Cats với lại Toebox. Nguyên một cái concept này được gọi là Spicy Step. Ok, thì bây giờ chúng ta còn đúng 2 phút nữa sẽ quay raffle và chọn người thắng cuộc. Bây giờ mình sẽ rush qua đó cầm cái hộp lên và chọn người thắng cuộc nha. Thôi mọi người ơi. Ok, cảm ơn mọi người đã stick up nguyên một cái buổi event từ sáng lúc 10 giờ cho tới tận bây giờ luôn. Chúng ta sẽ bắt đầu quay raffle và chọn ra người thắng cuộc. Tổng cộng chúng ta sẽ có 3 giải thưởng. Giải thưởng thứ nhất đó chính là đôi Air Force One được custom, và đây là phiên bản custom dựa trên ý tưởng của mình. Nhưng nếu bạn là người thắng cuộc thì bạn sẽ được custom một đôi giày riêng size của bạn, và 5 tới 10 ngày bạn sẽ nhận đôi giày đó. Ngoài ra bạn sẽ nhận được cái voucher của The Social Food trị giá 500.000, sẽ được laser tên của các bạn ở trên đó và để đặt lên đôi giày này. Thì đó là phần thưởng thứ nhất. Phần thưởng thứ hai là mọi người sẽ nhận được cái áo sweater của Dickies với lại voucher 300 vào bộ laser. Và giải thưởng thứ ba đó chính là một cái áo thun của Dickies và một cái voucher trị giá 300.000. Còn ngoài ra thì chúng ta còn 4 cái áo thun basic của Dickies để gửi tặng mọi người. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu quay raffle. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu với lại 4 cái áo thun nha. Cuối cùng có người thắng cuộc. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với lại cái giải nhì của chương trình nha, là một cái áo sweater, một cái voucher và một cặp lace lock. Mình không muốn mọi người, tại vì mình thấy là mọi người có rất nhiều bạn ở đây từ sáng, từ 10 giờ sáng cho tới bây giờ luôn. Mình không muốn mọi người về tay không. Cho nên là món quà từ riêng bản thân của mình, mình sẽ giveaway thêm một đôi Air Force One màu trắng, và mình sẽ cover luôn cái tiền laser của mọi người ở đây nha. Thì bây giờ mình sẽ quay raffle thêm một lần nữa. Và đó là tất cả những gì đã diễn ra trong cái buổi event Spicy Step vào cái ngày reopening của Lotte Hà Nội. Và một lần nữa muốn cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã đến tham dự cái buổi event cũng như là buổi meet and greet của mình. Và cũng cảm ơn Lotte với lại The Social Food Cat đã mời mình ra tới đây để có cơ hội để gặp gỡ mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và hẹn gặp lại mọi người vào cái dịp sau ở tại Hà Nội nha. Cảm ơn mọi người. Ok, và đó là tất cả những gì đã diễn ra ở tại cái buổi event Spicy Step đã được diễn ra ở Lotte Hà Nội vào cái ngày reopening của họ. Có rất là nhiều bạn hôm nay đã tới tham dự cái buổi event này, và mình muốn cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì hôm nay đã dành thời gian đến đây để mình có cơ hội gặp từng người một để giao lưu và chia sẻ, và đặc biệt là cảm ơn các bạn. Thì ngoài ra có những anh em chơi giày của mình, anh em là Hải, thì ở đây là Sport, đây chính là sâu ớt Supreme của mình. Mình sẽ để link của Facebook của Hải dưới đây để bạn có thể vào tham khảo, và cứ nói là bạn hay là Bubble fan thì bạn sẽ được một cái giá tốt đúng không? Vâng. Ok. Một phần quà nữa, một phần quà đặc biệt cho fan Bubble. Ok. Cảm ơn em. Vâng, em cảm ơn. Ok, cảm ơn em. Vâng. Anh nha. Vâng. Ok, thì ngoài ra mình muốn gửi lời cảm ơn tới team của Lotte nè, xong rồi team của The Social Food Cat và những brands đã đồng hành với lại cái event Spicy Step này. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ outro một cách old school nhất. Thì hy vọng các bạn enjoy cái video này. Nếu các bạn thích cái video này thì hãy để một like. Smash your subscribe đó luôn. Kế bên your subscribe có chơi nhỏ, các bạn biết làm gì đúng không? Smash cái chuông đó luôn để nhận notification từ YouTube mỗi lần mình up video mới lên. Một lần nữa mình là Phan Nguyễn, hẹn gặp lại bạn video tiếp theo nha. Peace out.